Hợp thiền tịnh xứng đáng với những vị hộ trì và thủ hộ như ngài. Thật vậy, thưa tôn giả Ananda, quê Lupana là một chỗ khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che khỏi gió, xa lánh dân cư đông đúc, thích hợp thiền tịnh, xứng đáng với những người tu thiền và tánh thiên về thiền định như quý vị tôn giả. Và chư vị tôn giả là những vị tu thiền, tánh thiền về thiền định, tánh thiên về thiền định. Thưa tôn giả Ananda, một thời tôn giả Gotama ở tại Vesali Đại Lâm ở Kutaga Rasala. Kutaga Rasala trùng các giảng đường. Rồi tôn giả Ananda, tôi đi đến Mahawana Đại Lâm. Kutaga Rasala đến tôn giả Gotama. Ở đấy tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện nói về thiền định luận. Tôn giả Gotama thật là vị tu thiền và tánh thiên về thiền định. Và tôn giả Gotama tán thán tất cả thiền định. Này Bà La Môn, Thế Tôn ấy không tán thán tất cả thiền định, không tán thán tất cả thiền định. Và này Bà La Môn, loại thiền định nào Thế Tôn ấy không tán thán? Ở đây, này Bà La Môn, một số vị sống với tâm thấm nhuần dục tham, bị dục tham chi phối và không như thật biết sự giải thoát khỏi dục tham đã được khởi lên. Vị ấy lấy dục tham làm đối tượng tối hậu thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Vị ấy sống với tâm thấm nhuần sân hận, bị sân hận chi phối và không như thật biết sự giải thoát khỏi sân hận đã được khởi lên. Vị ấy lấy sân hận làm đối tượng tối hậu thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Vị ấy sống với tâm thấm nhuần hôn trầm thủy miên, bị hôn trầm thủy miên chi phối và không như thật biết sự giải thoát khỏi hôn trầm thủy miên đã được khởi lên. Vị ấy hôn trầm thủy miên làm đối tượng tối hậu thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Vị ấy sống với tâm thấm nhuần trào cử, bị trào cử chi phối và không như thật biết sự giải thoát khỏi trào hối đã được khởi lên. Vị ấy trào hối làm đối tượng tối hậu thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Vị ấy sống với tâm thấm nhuần nghi hoặc, bị nghi hoặc chi phối và không như thật biết sự giải thoát khỏi nghi hoặc đã được khởi lên. Vị ấy lấy nghi hoặc làm đối tượng tối hậu thiền tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. Này Bà La Môn, Thế Tôn ấy không tán thán loại thiền định như vậy. Và này Bà La Môn, loại thiền định nào Thế Tôn ấy tán thán? Ở đây, này Bà La Môn, vị tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm giác, thân cảm sự lạc thọ và các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thánh tịnh. Này Bà La Môn, đại thiền như vậy Thế Tôn ấy tán thán. Thật vậy, thưa tôn giả Ananda, tôn giả Gotama khiển trách thiền đáng được khiển trách, tán thán thiền đáng được tán thán. Nay thưa tôn giả Ananda, chúng tôi phải đi, chúng tôi có những việc, có nhiều phận sự phải làm. Này Bà La Môn, nay làm gì? Bà La Môn nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Vatsakara, đại thần nước Magatha, hoan hỷ tính họ lời tôn giả Ananda giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Bà La Môn Govaka Magatlana, khi Bà La Môn Vatsakara, đại thần nước Magatha,
đi không bao lâu, thưa với tôn giả Ananda: nếu chúng tôi không hỏi tôn giả Ananda, thời tôn giả Ananda đã không trả lời. Này Bà La Môn, có phải chúng tôi đã nói với ông không có một tỳ kheo nào? Này Bà La Môn, thành tựu 10 pháp ấy một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ, những pháp mà Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác đã thành tựu. Này Bà La Môn, vị Thế Tôn ấy là bậc làm cho khởi dậy con đường trước đây chưa từng được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên đường trước đây chưa từng được nói, là bậc hiểu đạo, biết đạo, thiện xảo về đạo. Và nay các đệ tử, và nay các đệ tử ngài là những vị sống hành đạo và tùy hành đạo, và sẽ thành tựu với những pháp ấy về sau này. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu. Phân đoạn chú thích: tỳ kheo Giác Đẳng, chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sân Khai. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng tăng. Chúng con kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tri, Sư Nguyên Thông, Cục Trang Hiện Diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, giờ xin bắt đầu một thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Apivadami Svakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Phakkhavato Savakasangho Sangham Nami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý thân giữa Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyên nhờ quy lực Tam Bảo hàng giờ hộ đến chư tôn đức tăng, quý tôn đức cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái đoạn kinh của kinh Upaka và Moggallana. Qua trích đoạn thì chúng ta thấy sau khi Đức Phật ngài được diệt, đại chúng tăng cũng vẫn sống trong một cái sự và họ đoàn kết, sống trong một cái sự tồn tại tùy hành pháp và luật một cách tốt đẹp. Nhưng Gô Bắc Cá, khi mà ngài A Nan ghé qua cái chỗ của Bà La Môn Gô Bắc Cá, thì Bà La Môn Gô Bắc Cá đã xác định hỏi ai sẽ là người kế thừa, ai sẽ là người thay Phật để quản chính, để quản lý hay là để cai quản hội chúng tăng già. Thì ngài A Nan trình bày không có một người nào mà có thể ngang bằng, có thể thay thế Đức Thế Tôn hoặc là A La Hán trên bản chánh giác được. Và chúng ta nhớ trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn cũng vậy, cũng đã có nói sau khi Như Lai viên tịch, Đức Phật không truyền trao cho bất cứ một ai. Và nhiều lần hỏi ngài A Nan cùng với chúng tỳ kheo đã than vãn và hỏi Đức Phật về ai sẽ là thầy, thì Đức Phật ngài đã dạy chính là Pháp Hòa Luân, là thầy của các ngươi. Đây là một sự xác định rõ ràng, không có một truyền trao gì cho một ai cả. Như là ở bên những đoạn kinh đại thừa thì người ta cho rằng là cũng nhờ có các tổ, đệ nhất tổ, sơ tổ cho tới lục tổ vân vân, thì đó là cái sự truyền thừa, nó mang tính của người sao định đặt. Chứ còn Đức Phật thì không có truyền cho một ai cả. Thì chúng ta nhớ trong bài kinh, trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh, có một chút duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian,
Vị ấy tức là Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Sự xuất hiện của người này không có đối phần, không có ngang bằng bất cứ một ai, dù cho chư thiên ma vương phạm thiên, tới trung tâm tam giới này không ai so sánh bằng với Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác thiện thể thế gian dạy, Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Đà Thế Tôn. Thập lực hồng danh này không ai có thể đạt được ngoại trừ Đức Phật Tổ Như Lai, dùng Sakya, họ Cồ Đàm mới đạt được, đã đạt được. Và cái điều mà chúng ta nói rằng, chúng ta nghe thấy khi mà Đức Phật Ngài trả lời rất là tuyệt vời, Ngài A Nan trả lời rất là tuyệt vời. Không có một con người nào mà thành tựu trọn vẹn và đầy đủ tất cả các pháp mà Thế Tôn đã thành tựu, làm khơi dậy con đường đây chưa được hiện khởi, trước đây chưa từng được nói đến. Biết đạo và thiện xảo về đạo, tức là biết về con đường và thiện xảo về con đường. Ngài đã sống hành đạo và tùy hành đạo và sẽ thành tựu những pháp ấy. Tức là Ngài khéo dạy, khéo dẫn, điều ngự, bậc điều ngự là như thế. Chúng ta thấy thế nào là một cái điều mà khơi dậy, điều mà chưa từng ai khơi dậy. Đức Phật Ngài giác ngộ lý tứ đế, mà lý tứ đế khổ khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, hay là đúc khanh, Ariya Sachan, Samudaya Sachan, Nirodha Sachan và Makkha Sachan, tức là bốn sự thật trên cuộc đời này. Và ở đây cái khổ được Đức Phật Ngài nói một cách rõ ràng, cái nguyên nhân sinh khổ đã được Đức Phật trình bày. Tất cả chúng sinh do nhân tham ái khởi đầu, tất cả nguồn cơn đau khổ. Chỉ có một sự tịch tịnh vắng lặng và có một con đường dẫn đến cái sự sinh tử đau khổ. Chỗ này tức là biết một con đường mà trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được nói, tức là thánh đạo thấm ngành chưa được ai, chưa từng được biết và chưa có một con người nào nói lên cái con đường đó. Và Ngài đã thực nghiệm, đã thực hành và chứng đắc thành tựu, không ai có thể từ trước tới nay chưa ai nói, chưa ai chỉ dạy. Và Ngài hiểu biết một cách con đường đó một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp và thiện xảo về con đường để chỉ dẫn, để điều ngự cho tất cả đi theo con đường đó. Và những ai sống và hành đạo, tức là sống theo cái lời dạy, đi trên con đường đó và hành con đường đó, tùy hành đạo đó, tùy pháp đó mà sống, sẽ chắc chắn sẽ thành tựu bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Tất cả chúng ta thấy ngày hôm nay, không phải sau thời Phật, chứ đừng nói chuyện ngày hôm nay, nhiều người nói lên những pháp môn này, nói lên những lời kia, tất cả đều là giả định, đều là không, không là chân ngôn, không là diệu ngôn, không là lời dạy của Phật. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Người ta nói bằng cách định đặt, bằng một cách dựa vào kinh để chế tác, hay là có một số người nói rằng thay Phật hành đạo, hay là kế thừa Phật được cái sự giao phó, được cái sự đình chỉ để lại của chính Phật, không không, thì đó là những sự giả dối, những sự lừa phỉnh hết sức là to lớn. Nếu như người nào biết học Phật pháp một cách tường tận, một cách đầy đủ, Đức Phật không
giao cho ai cai quản tăng già. Đức Phật cũng không giao cho ai nói rằng độc nhất như Ngài, không ai so sánh bằng được. Trong các loài hai chân, bậc chánh đẳng chánh giác là tối thượng. Ở đây tức là nói đến loài người mà không ai so sánh bằng. Cái sự độc tôn, cái sự độc nhất. Về cái Samma Sambuddho, chánh đẳng chánh giác, tự mình giác ngộ lý tứ đế và đem ra, mà cũng không ai có khả năng diễn giải, có khả năng thiền thệ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư như Phật. Khi chúng ta được biết như vậy, chúng ta được hiểu như vậy, thì chúng ta biết trên cái tinh thần nguyên thủy của Phật giáo, những cái lời dạy của Đức Phật phải được giữ nguyên và không thay đổi. Những gì mà Ngài dạy đã đầy đủ, do con người cảm trí, do con người thiếu cái duyên, không thành tựu được, không đạt được. Chứ những gì mà Đức Phật Ngài nói để đưa đến sự chấm dứt sinh tử đau khổ, Ngài đã nói hết. Những gì không liên quan đến con đường đưa đến sự chấm dứt khổ thì Đức Phật Ngài sẽ không nói. Dù cho điều đó rất là đặc biệt, rất là hay, rất là tuyệt vời, như những chuyện duyên khởi của chúng sinh, hay là cái nhân sinh và vũ trụ này, tại sao Đức Phật lại không nói? Chúng ta không đủ thời gian, không đủ thời gian để nói, và không có đủ cái trí tuệ để hiểu biết như Ngài, cho nên Ngài không nói được, không thể so sánh bằng. Nhiều lần chúng ta thấy như Ngài Xá Lợi Phất hay Ngài Kassapa đã nhiều lần suy quán về những con quả hay những tiền thân của những chúng sinh hay những cái loài người, nhìn để suy quán chúng sinh này ở tiền kiếp. Chính Đức Phật lúc đó Ngài thân hành đến, Ngài nói rằng đây không phải là cái giới vứt của Kassapa, của Xá Lợi Phất, mà chỉ cái này chỉ có giới vứt của bậc chánh đẳng chánh giác. Cái giới vứt đó không ai có thể hiểu và biết được nguồn cơn. Và cái Phật lực, Phật trí của Ngài nó soi sáng khắp cùng pháp giới chúng sinh này được, và hiểu biết được sự hình thành, cái sự phát triển của nhân sinh và vũ trụ nó như thế nào, nó như thế nào. Và cái giới vứt, mặc dù Akasavaka đệ nhất trong các vị thượng thủ tinh văn, đó là Ngài Xá Lợi Phất về trí tuệ, mà còn không soi xét thì còn ai nữa. Ngài là một vị tướng quân chánh pháp sau Phật là Ngài Xá Lợi Phất, sau Ngài Xá Lợi Phất là Ngài Mục Kiền Liên, vân vân. Thì từng cái khả năng toàn tri toàn giác để hiểu biết được chỉ có Phật. Và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên không thể so sánh được, thì không ai có thể làm khai mở được như chính Ngài cả. Thì chúng ta thấy ai mà bằng được? Chứ không phải là như là cha chết, như đời thường thì cha chết không lên, nói theo một cách truyền thừa của đời sau nữa, thầy chết truyền trao cho đệ tử, truyền tâm, truyền tướng, truyền tánh, truyền pháp gì đó, đó là cái đó khả ước của đời sau, chứ không phải là Đức Phật Ngài chỉ bảo như thế. Hay là ở bên đại thừa
có các vị tổ cái và truyền trao đó, truyền trao tâm ấn đó cho vị kế thừa. Đây là nói lên nó như là một cái tích, một cái tuồng cho nó hay, chứ thật sự ra một người mà để hiểu như Phật thì không có, chỉ hiểu những gì Phật đã nói ra và từ đó giác ngộ, cho nên gọi là Savakabuddha, tức là thinh văn giác, tức là nghe, nghe dạy, nghe giáo hóa mà giác ngộ. Có thể nhiều đoạn kinh, có thể nhiều câu kinh, hay chỉ một câu kinh hay một lời kinh là đã giác ngộ. Nói như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng cái biện pháp thật sự là quá lớn, mà được soi sáng chỉ có Phật thôi. Vì những gì mà đạo lộ giải thoát cần nói, Ngài đã nói hết, không giữ gìn, không có giữ là một cái gì đó. Mà về sau chúng ta thấy đó, đây là điều mực khải. Đây là cái điều mà truyền thừa được bí mật, mà sau này người nào có cái duyên mới nhận phải như vậy. Những gì ai có duyên với Phật, Phật đã trao hết rồi, phải nhớ như vậy. Phật đã trao cho những người hữu duyên, đã trao hết trong hiện tại, đương thời, đương thời Phật. Chúng ta phải nhớ nhờ Phật rõ như vậy. Và những gì đó, cho nên vì vậy Ngài không giữ gì hết, không trao cho ai về sau có hữu duyên. Hữu duyên là trực tiếp với Ngài, còn về sau thừa hành theo cái duyên ba la mật mà chứng đắc, chứ không phải là bắt đầu được một cái sự mật khải, được cái sự truyền trao tâm ấn từ nơi Phật điển, cứ như là chiếu chiếu sáng sáng luôn, không có chuyện đó. Cái chuyện đó chúng ta khi mà nghe nói như vậy là chúng ta biết không thật, không có đúng chánh pháp. Phải thành, chúng ta phải thật mà nói như vậy, thật và xác nhận một cách rõ ràng như thế. Lời Phật dạy không có nói như vậy. Những gì được phơi bày đã phơi bày, những gì dấu kín đã được mở toan hết. Cho nên khi chúng ta được biết như vậy thì chúng ta mới thấy rằng pháp và luật của Đức Phật á, những gì mà cần nói để thành tựu, để mang đến kết quả an lạc, mang đến kết quả giải thoát đã được Phật chỉ hết. Những cái gì mà phải được hiểu, đã được hiểu, cần được hiểu, Đức Phật đã nói. Những gì cần được biết, những gì cần đặc chứng, Đức Phật đã nói, đã trình bày hết. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng Đức Phật có lẽ ngày xưa nó không phù hợp với chúng ta, quên Ngài nói như vậy. Hay có một số vị mà giảng kinh cho rằng là lời kinh nó tối nghĩa, cho nên bây giờ mình phải giải thích thêm câu chuyện cái điều này. Chúng ta vô tình, chúng ta so sánh một cách rất là ngu si, một cách rất là kém cỏi. Chẳng lẽ lời kinh đó để chúng sâu sáng Phật không hiểu sao? Cái điều mà chúng ta rời xa lý kinh để nói về cuộc đời, nói về sự đời, mà từ chỗ sự đời rồi người ta bắt nhịp, người ta mới có một cái gì đó gọi là cái niềm tin. Để cái hiểu đó, thì cái hiểu đó bằng một cái phàm trí của chúng ta. Còn những người mà nói mà không hiểu, bởi vì họ kém cái duyên. Bởi vì Phật tử nên nhớ chỗ này, một vị pháp sư thuyết pháp đúng pháp đó, y kinh y pháp, chúng ta khó nghe thì chúng ta cố gắng nghe và chúng ta cố gắng suy xét, chứ đừng có thấy thường thường nghe mà nghe không, nghe âm giọng, nghe thư thi ca, nghe nói những gì tâm lý đúng ý mình thì mình thấy thích, mình thấy đúng, mình tự cho là đúng. Cái tự cho là đúng như vậy, và những gì
mà nó đúng chánh pháp, nó đúng lời Phật dạy, thì chúng ta cảm thấy khó nghe, cảm thấy khó chịu, bởi vì tâm của chúng ta ái nhiễm quá nhiều về vì dục, ái nhiễm ô nhiễm quá nhiều về phiền, chúng ta phiền não nó ngự trị trong tâm ta quá nhiều, cho nên những gì mà ly tham, những gì mà đoạn diệt là chúng ta rất sợ, chứ chúng ta né tránh nó. Cái chân lý thì chúng ta xem, chúng ta không chấp nhận cái chân lý đó, và chúng ta không hiểu cho chúng ta không chấp nhận chân lý. Còn những cái lời dạy mà tầm thường, nó mang tính cuộc đời, thì chúng ta đã cho đó là chân lý. Thì ở đây, y như cái đồ quý, quý giá, kim cương hột sòn, chưa có mài ra, chúng ta thấy nó một khối đá đó, nhưng sự thật, khối đá này là khối đá kim cương, chịu khó, năng mà luyện công, năng mà tu tập, năng mà hiểu biết, năng mà chúng ta học Phật Pháp, hành Phật Pháp, thì chúng ta sẽ được soi sáng. Hay là năng nghe Pháp, để chúng ta từ từ mưa dầm rồi sẽ thấm đất, để chúng ta sẽ hiểu được. Ngày hôm nay, bởi vì cần phải nghe Pháp cho nhiều, nói Pháp cho nhiều, nói Pháp cho nhường tai, rồi suy tưởng Pháp, cho nên nhường cái tư tưởng của mình, cái trí tuệ của mình. Thì kính thưa quý vị, chúng ta mới có cái sự hiểu biết được ít một ít, gọi là những cái pháp căn bản để mà tu tập. Chứ còn chúng ta đừng có phai ngang mà chúng ta cho rằng một vị đó giảng đúng pháp mà chúng ta cho là vị đó chẳng không hay. Quý vị, tại sao có những cái lá buông, có những cái bản kinh, nếu mà các vị mà người ta giảng kinh pháp á, người ta sẽ nói những cái gì mà liên hệ với kinh nhiều hơn là người ta nói những cái điều liên quan tới đời. Vì nào mà nghe thuyết pháp chúng ta nghe đã tai nhường tai, thì chúng ta biết cái lời giảng đó là phải xét lại. Một cái trí tuệ phàm phu đơn sơ của chúng ta mà chúng ta hiểu cái lời Phật Pháp, quả thật thì Đức Phật vào đời nói những gì liên quan tới cuộc đời, những gì phiền não tâm tư của cuộc đời, và lấy đó một nhân cách hóa, một hình ảnh hóa của những gì sự đời, để Đức Phật này trình bày cái nghĩa lý Phật ngôn, cái con đường giác ngộ trên những cái sự dẫn dụ nhân cách hóa, hình ảnh hóa đó, để chúng ta hiểu, để chúng ta biết. Bằng sự đời, chúng ta nhớ rõ nha, bằng sự đời. Trong kinh văn đã được lột tả hết sức nhiều lần bằng những ví dụ, bằng những cái sự thi hóa cho chúng ta biết về cuộc đời, về cuộc sống, bằng những hình ảnh của thiên nhiên, của con người, của những hành động, việc làm của tất cả đại chúng. Thưa hỏi vì còn nghe chúng tôi nói không ạ? Quý vị còn nghe chúng tôi nói rõ không? Và cảm ơn chúng ta, và cảm ơn chìa khóa hạnh phúc. Bởi vì chúng tôi thấy màn hình chúng tôi nói chúng tôi dịch chìa khóa không biết có bị hay không. Thì chúng tôi quý vị đã được cái phần trình bày hết. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mà có nghe một số người mà nói tối nghĩa, tối đen gì đó, rồi chúng ta nghe vậy thì chúng ta tưởng nhờ vị pháp sư này, nhờ ông thầy, nhờ ông sư này, ông nói nó sáng, nó rõ, chúng tôi mới hiểu. Chứ kinh nói vậy chúng tôi không hiểu. Sự thật ra, vì ấy chịu khó để giải thích, chịu khó để nói lại nhiều lần, thì chúng ta từ từ mở với chúng ta. Chứ lời kinh đó là lời kinh đã được sáng tỏ, đã được phơi bày, đã được chứng đắc, mà trí tuệ của chúng ta kém quá thì chúng ta không có thành tựu được. Và kính thưa quý vị, từ chỗ này chúng ta mới thấy Đức Phật ngài tuyệt vời, không có giao cho bất cứ một ai. Tại sao như vậy? Bởi vì không ai có so sánh bằng, là sao mà giao, sao mà kế thừa được.
và hiện thân của Ngài, đó chính là pháp và luật. Vừa thừa hành một pháp và luật mà cái đâu sống. Sau khi Đức Phật Ngài biên tịch, như chúng ta, như chúng ta nghe trong kinh văn, mà mỗi nửa tháng, bốn tháng, mỗi nửa tháng, các vị đó làm lễ gọi là phát lộ Uposatha. Có cái sự tôn trọng, có cái sự gọi là chúng ta tạm gọi, tức là những cái luận tội hay là thú tội, trình tội một cách rõ ràng, và các vị hiểu biết pháp và luật một cách, tức là các vị tôn giả, các vị tôn túc chỉ rõ một cách rõ ràng, à đây là tội lỗi này, lỗi này đã bị phạm, khinh giới trọng giới như thế nào thế nào, và có cái sự kết, có cái sự hành tội một cách rõ ràng đúng pháp, chứ không phải lấy, không phải các vị đó che giấu hay là nghĩ rằng mình lớn rồi mình hành xử như thế này thế nào, hoặc là không có, mà các ngài dựa trên luật mà cử tội, dựa trên luật mà luận tội một cách tốt đẹp và một cách công bình đúng đắn và sáng ngời. Trên giới ổn ba la đề một so, bởi vì các ngài dựa trên giới ổn ba la đề một so, cho nên tâm được điều phục, tâm được tu tập, tâm được thuần thục. Cái chỗ này đặc biệt, thưa quý vị, hơn là chứ không là, là khi mà khi người ta thú tội với mình, xưng tội với mình, thì các vị đó ghi nhận. Mà thường cái lời sám hối với nhau thì mong rằng những tội nhỏ tội lớn, những trọng tội, những khinh tội gì, hiền giả hay tôn giả, hiền giả hay tôn giả, có thấy, có nghe, có nghi thì báo để ghi nhận, để biết được mà sửa sửa, mà sửa chữa để tốt đẹp ở trong tâm đó, trong tâm tu. Như thế thì cái giá trị của tăng đoàn sau ngày vẫn được gìn giữ một cách uy nguyên và tốt đẹp. Bởi vậy chúng ta mới thấy rằng cái câu kinh, ở trong cái câu kinh mà phải nói rằng vững chắc chất của nền tảng pháp và luật của Đức Phật là quý nó vô sa sinh vô lăng. Giới lực là nền tảng, giới lực là mạng mạch của Phật pháp là như thế. Ngày nào còn thừa hành trên giới luật, ngày nào còn y cứ lấy pháp và luật làm thầy, thì ngày đó Phật pháp còn sôi sáng, Phật pháp còn hiện hữu trên thế gian này. Chứ còn không có lấy theo luật Phật mà lấy theo cái luật đời, hay lấy theo cái sự định chế của người sau, thì nó không còn phù hợp, và cứ thế bỏ, cứ thế thiên thắt. Còn ở đây dựa trên pháp và luật của Phật đã ban hành, như thế cũng đã là quá đủ, không thêm không bớt. Những cái học giới đã được ban hành, không thêm cũng không bớt những học giới đã được ban hành, thọ trì những học giới đã được ban hành, giờ thừa hành những giới pháp đã được truyền trao một cách đầy đủ, một cách đúng đắn như vậy, chúng ta mới thấy được cái sự tuyệt vời của tinh thần pháp và luật của Đức Phật. Nó có một sự công bằng, nên rằng không có một cái tòa án để xử lý, tòa án trong pháp và luật của Đức Phật để xử lý, chỉ có cái sự phân kỳ, phân ly đối với các vị luật sư để trình bày cái lỗi lầm của mình, phạm tội do thân, do khẩu, do ý như thế nào, và phạm cái điều đó nó ra sao, thì các vị đó lào thông về kinh luật, các vị đó nói lên, trình bày lên để tâm của chúng ta soi xét. Cái tòa án luận tội đó là tòa án của lương tâm của từng vị đệ tử, của những người tu sĩ, chứ không có một cái tòa hành pháp để nghị luận tội hay là để tha thứ, không có. Mà đúng sai, tình hay bất tình,
là do từ loại toán lương tâm của mọi người, của mọi người tu, đặc biệt tức là hạt xuất gia. Và cũng không có một sự ý chỉ sau khi Phật chết, ý chỉ một người nào đó làm thầy mình. Mà thay Phật hoàn toàn không có. Về sau thì trong luật có dạy, tức là chẳng hạn như là khi một vị hòa thượng của mình mất thì có thể mình ý chỉ, hay mình xa cái vị hòa thượng ý chỉ mình tựa nương nơi một vị thầy Acharya khác để tu học, để thực hành pháp và lực, nhưng cũng phải dựa trên khuôn khổ Patimokkhas, tức là giới bổn. Chứ không phải là cái sự tựa nương mà so sánh bằng với Phật là không có. Đây là một điểm sâu của Phật pháp nguyên thủy. Cứ lấy Phật ra và lấy tam tạng kinh điển là thầy đó làm nương tựa, làm chủ ý cứ, ý cứ pháp và lực. Cái điều này thực hành đúng luật, điều này thực hành đúng pháp, đó là đi theo con đường Phật pháp chánh đạo. Đó chính là kim ngôn khổng tử của Phật. Còn đó là Phật ngôn. Còn không y pháp, không y luật mà xuất hiện những cái điều đó là phi Phật ngôn, tà thiết, tà giáo, không phải là chánh giáo. Ma thuyết chứ không phải là Phật thuyết. Cái chữ ma này tức là đó là cái người khác chứ không phải là Phật đã nói điều đó. Bởi vì những điều mà Đức Phật đã nói là con đường ly dục, đưa đến ly dục, đưa đến ly ác pháp, đưa đến thành tựu, đưa đến ly tham, đưa đến đoạn dục, đưa đến thành tựu chánh trí, đưa đến chứng ngộ niết bàn, là lời Phật dạy. Cho nên không có y cứ một người nào cả, mà y cứ tính thân của việc y cứ nơi Phật, y cứ nơi giáo pháp của Phật, y cứ nơi luận của Đức Phật đã được ban hành. Cho nên cái đoạn kinh nó tức là không có một chỗ nương tựa nào mà cần phải được nương tựa cho bằng Phật, cũng không có một chỗ nào đáng nương tựa như là lời của Phật. Và sau đó nhà đây Bà La Môn Vassakara, xin lỗi đại thần Vassakara, khi trả lời cho cô bác cá như vậy, đại thần Vassakara xem ngang mà cũng đã được nghe nói như vậy, và tiếp tục ngày Anan cũng giảng giải cho Vassakara và cô bác cá biết rõ ràng. Có 10 cái điều mà thực hành, 10 cái điều, nếu như ai đạt được 10 điều này thì người đó mới xứng đáng, điều đó mới được cái sự thừa hành. Thì chúng ta nghe, khi chúng ta đọc cái kinh văn chúng ta nghe vậy, chúng ta thấy rằng và nói Đức Phật này hết sức tuyệt vời, mà chỉ tóm tắt lại không có người tỳ kheo nào được sắp đặt hay tăng chúng thọ thường để lãnh đạo tăng già cả. Thì nếu như không có người lãnh đạo thì làm sao có một sự hòa hợp? Chỗ này rất hay. Ngã Na Ngài mới trả lời: chúng tôi nương theo pháp, cái pháp chính là chỗ nương, chỗ dựa. Qua như chúng tôi vừa những kỳ Bố Tát, kỳ mà tụng đọc trước giới bổn theo đúng pháp mà xử sự những cái điều sai, những cái điều đúng. Và Ngã Na mới trình bày có 10 pháp, có 10 pháp vị tỳ kheo nào mà được tôn kính thì có 10 pháp này, có 10 pháp ca hỷ được Thế Tôn tuyên bố. Ai thành tựu như vậy thì đáng đảnh lễ, đáng được nương theo. Vị tỳ kheo có cái sự có giới được đầy đủ, được tốt đẹp, vậy biết
biết thu biết tri túc với các cái vật dụng, với ấy đa văn bốn thiền, tức là và vẽ có cái gì, có cái tứ thần, có cái tứ thần túc, và có cái thần thông, có thi nghĩa thông, có tha tâm thông, và đạt được lậu thần thông. Mười điều này thì ai được những cái điều đó đó thì mới được tôn trọng, được so sánh bằng, mà có thể bằng Phật bằng những cái điều này. Có thể họ có thể chẳng hạn như họ có thể có thần thông nhưng không có tha tâm thông một cách như Phật được, và cũng có không có thần thông như Phật được. Và những người đó có thể có người cũng chứng đắc coi như là các thần thông, chứng đắc các thần thông, nhưng có những cái thần thông nó đều có cái giới mức, điều đó có một cái sự giới hạn. Thì chúng ta thấy khi nói như vậy để khẳng định cho vua Bát Cát, Vasakara đại thần và tướng quân Upananda, khi nói như vậy, khi đã được biết như vậy thì không ai mà được so sánh như chính ngài. Bởi vì sao vậy? Cái thiền định của mày đó, cái thiền định mà chỗ này chúng ta đọc cái chỗ thiền định, không có những cái thiền định mà đưa đến tham dục tăng trưởng, sân độc tăng trưởng, hôn cầm tăng trưởng, vân vân, mà vì ấy với cái tâm tu tập thiền định mà bị những cái pháp chướng ngại này nó che khuất, thì cái pháp đó, những cái điều đó không có được tán thán, không có được tôn kính, không có được tôn trọng, không có được Đức Thế Tôn ngài khen ngợi. Ngài chỉ khen ngợi vì ấy chính bốn thiền, ví dụ đi ác bất thiện pháp chứng và trú thiền, còn ta thấy Hy Lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ vân vân, và cho đến chứng đắc thiền thứ tư. Thì khi nói như vậy, chứng đắc thiền thứ tư và vì ấy xả lạc xả khổ, đạt được một trạng thái xả niệm đạt trú vân vân, như vậy chúng ta thấy Đức Phật ngài cái trạng thái tu tập thiền định như vậy, để nhờ cái nền tảng này mà vị ấy không còn sanh tử, chấm dứt sanh tử khổ đau, thì được Đức Phật này tán thán. Và chứng đắc, sau khi chứng đắc đó thì vị ấy có cái thần thông, có cái đa văn, có cái thiên nhãn thông, có cái lậu tận thông, đạt được tâm giải thoát, tuệ giải thoát vân vân, một cách đầy đủ, một cách viên mãn. Còn nếu như không có thì hoàn toàn đó là không có kết quả. Chúng tôi xin nhắc lại 10 điều, đó chính là để chúng ta biết, một là sống có giới hạn, đúng theo giới bổn giải biệt, bốn đúng theo giới bổn biệt giải thoát, hai là đa văn, ba là biết đủ với bốn muốn nhập, bốn là chứng bốn thiền không có khó nhọc, năm là thực hiện các thần thông, thần túc thông, sáu là biết tâm được cái khác, tức là tha tâm thông, chính là thiên nhãn thông, thấy sự sống chết, tức là sự sanh tử của chúng sinh, và mười chính là lậu tận thông, và đạt được tâm giải thoát và tuệ giải thoát một cách đầy đủ và một cách hoàn toàn. Thì như thế thì mới xứng đáng được tôn thờ, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được lễ bái. Và kính thưa quý vị, đây là một cái sự trả lời cách dứt khoát. Chính ngài A Nan đã là người thị giả kề cận của Đức Phật, tuyên thuyết và xác định một cách rõ ràng, nó như chân như thật, không thay đổi, không thay đổi. Cho nên vì vậy, trên con đường tu tập, trên con đường thực hành pháp của ngài, chúng ta phải nhớ dựa trên Phật pháp, chúng dựa trên người, trên sự tu tập, chúng ta có một chánh tri kiến. Trong cái việc quy y cũng vậy, chúng tôi cũng nói thêm trong việc quy y, chúng ta không quy y với
một người, người đó là thầy tôi, người đó là sư phụ tôi, rồi tôn trọng chỉ biết một người đó cũng cũng sai lệch. Và cái sự tôn trọng đó phải dựa trên pháp và luật, dựa trên tam bảo. Tăng nào cũng là thầy nếu tăng đó thực hành đúng đúng pháp, đúng luật của Phật thì là thầy của mình. Vì mà truyền trao cho mình cái quy giới để trực tiếp làm cái vị tiếp dẫn cho chúng ta, lãnh đạo tinh thần của chúng ta về Phật pháp, thì chúng ta nghe, thì chúng ta xem vị đó như là vị thầy. Nếu như lỡ vị thầy đó chết, chúng ta vẫn còn niềm tin tiếp tục. Nếu như lỡ vị thầy đó hoàn tục, chúng ta cũng vẫn còn điểm tựa. Chứ nếu phàm phu là một, nếu như vị thầy của mình phạm giới, hoàn tục hay đã chết, thì niềm tin chúng ta cũng chết luôn. Thì đây là không đúng. Thì cũng như vậy, đối với người đệ tử phải đặt một cái tinh thần pháp và luật thì cũng vậy. Điều này đã được Đức Phật ngày đã giảng, ngày đã dạy. Sau khi Như Lai viên tịch, hãy lấy pháp và luật làm thầy, là như thế. Đây là được một sự minh chứng, được một sự xác định một cách rõ ràng. Tất cả chúng ta, nếu như chúng ta thấy cái lời Phật Phật dạy đã là một hiện, đã là một điều chắc chắn, đã là một điều như thế, thì chúng ta không có bị lý tà ma không đúng Phật pháp dạy cho ta, chúng ta biết là sai. Yêu cầu bởi vậy rất cần chư Phật tử, những người học Phật phải hiểu, phải cần học Phật một cách chính xác, một cách tận nguồn, uống nước tận nguồn và ăn những cái, nếm những cái quả vị tận chốn tận nơi, thì tất cả chúng ta sẽ đạt được nhiều cái điều hết sức là tốt đẹp. Cho nên đây chính là vài lời giảng tôi xin gửi đến quý vị là như vậy. Chắc chắn rằng sư công đức tăng quý ngài sẽ giải thích thảo luận thêm nữa những gì mà trong bài kinh này còn nhiều cái điều cần phải làm thấu sáng nữa. Kính bạch chư tăng, con xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có được điều gì mà kính mong chư tăng quan hỷ thảo luận khen mở thêm và tiếp giờ đến quý vị phật tử là như thế. Kính chấm dứt thời gian tới giờ đây, trước khi những lời kính dân của phương đảnh về đại tất tứ đại thiên vương, hướng nguyện đến các vị các bậc thầy tổ thân thuộc và hướng nguyện đến các chúng sinh ở tại chùa Quảng Nghiêm cũng như chùa Đức Mộc, tất cả được an lạc, được tấn hóa và cung kính cũng thỉnh các thầy tăng ngồi trên trời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Và chúng con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi trở lại đạo tràng. Và con thấy tín hiệu của Đại Đức Tề Tuy. Trong khi chờ đợi thượng tọa Giác Đẳng có mặt để điều họp, chúng tôi muốn cho quý vị nghe một câu Phật ngôn
mà Đức Phật Ngài đã dạy Tôn giả Ananda. Yuvo Ananda Maya Thammo cha Vinayo cha Disito Panyato Suvo Mamacha Yena Sattha. Này Ananda, pháp và luật mà Như Lai đã thuyết giảng, đã chế lập, chính pháp luật ấy sẽ là thầy của các ngươi sau khi ta viên tịch. Với hôm nay nó tương ứng với nội dung bài học ngày hôm nay mà Tôn giả Ananda Ngài đã trả lời cho Bà La Môn Gopaka. Khi Bà La Môn đã hỏi Đức Ananda là khi Ngài nói Samuel Gautama không có chỉ định một vị tỳ kheo nào để làm chỗ nương tựa cho chúng tỳ kheo, Ngài cũng nói rằng tăng chúng hoặc là các vị trưởng lão tỳ kheo cũng không có chỉ định một vị tỳ kheo nào để làm chỗ nương tựa cho chúng tỳ kheo. Vậy thì các vị tỳ kheo phải nương vào cái gì? Hay là không có chỗ nương? Thì Tôn giả Ananda Ngài mới trả lời rằng Nakho Vayang Brahmana Apatisarna Apatisarna Vayang. Này Bà La Môn, chúng tôi không phải không có chỗ nương, chúng tôi có chỗ nương. Brahmana Dhamma Patisaranati. Này Bà La Môn, chúng tôi nương nơi pháp. Cái chỗ mà Tôn giả Ananda Ngài nói rằng chúng tôi có chỗ nương là pháp đó, thì khi vị Bà La Môn hỏi Ngài nói như vậy cần phải hiểu như thế nào, pháp ở đây là gì, thì Tôn giả Ananda đã nói rằng Atikho Brahmana Tena Phatwa Chanata Pasta Arahata Sama Samputhina Phikhu Nang Sikha Padang Panyatang Patimukhang Udithang. Này Bà La Môn, có học giới được chế lập, giới bổn Patimukha được thiết lập cho chúng tỳ kheo bởi Đức Thế Tôn bậc trí giả ký giả A La Hán Chánh Đẳng Giác. Thì ở đây đó
chính cái câu này nó tương ứng với cái câu mà tôn giả Ananda đã được Đức Thế Tôn mà thuyết cho nghe. Này Ananda, pháp lực nào, pháp và lực tham mô cho bên đây vô chắc, pháp lực nào Như Lai đã thuyết giảng để chế lập, chính pháp lực ấy sẽ là thầy của các ngươi sau khi ta viên tịch. Ý nghĩa đó nó quan trọng như vậy thưa quý vị. Bởi vì ở đây đó, tại sao cái chỗ này chúng ta cần phải nhấn mạnh để hiểu rõ câu nói của tôn giả Ananda và câu Phật ngôn mà Đức Thế Tôn đã dạy, là bởi vì nếu nói rằng chúng tôi có chỗ nương chứ không phải không chỗ nương, chỗ nương ấy chính là pháp. Nếu chúng ta không đọc tiếp cái câu sau và tôn giả Ananda nói có học giới Sikkhapadang, có giới bổn và thì một khác, được Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác đã chế định cho chúng tỳ kheo, thì khi mà chúng ta bỏ quên cái câu sau đó thì chúng ta cứ tranh cãi với nhau như vậy, pháp ở đây là pháp gì, tạng kinh, tạng luật hay là tạng thắng pháp? Bởi vì pháp mà Đức Thế Tôn là thuyết rất là nhiều pháp môn, mà ở đây chúng ta cần phải biết sau khi Đức Thế Tôn viên tịch mà chúng tỳ kheo đệ tử của Đức Thế Tôn vẫn có sự hòa hợp với nhau, đó là do nhờ lực mà Đức Thế Tôn đã chế định. Cái điều này đều rất quan trọng. Giới luật mà Đức Thế Tôn đã chế lập cho chúng tỳ kheo, chính giới luật đó sẽ đem các vị tỳ kheo lại với nhau một cách hòa hợp. Rồi từ đó các vị mới nghe các vị trưởng lão thuyết pháp, dạy cho những điều cần phải thực hành. Cái chuyện đó là chuyện sau, còn cái chuyện trước nhất là các vị tỳ kheo sống hòa hợp là do nơi đương nhờ pháp luật. Chúng tôi xin góp ý với quý vị một vài điểm, và bây giờ thì chắc có lẽ Thượng Tọa Giác Đẳng đã trở lại và có thể cầm mic được. Xin nếu được xin cung tỉnh Thượng Tọa. Điều hợp. Xin thỉnh Thượng Tọa cầm mic thử xem hôm nay tình hình có khả quan hay không. Nếu khả quan thì rất là mừng, rất là hoan hỷ. Ở trong room mà vắng mặt Thượng Tọa Giác Đẳng cũng giống như chùa mà vắng trụ trì vậy. Chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là mệt mỏi. Xin thỉnh Thượng Tọa. Sát thủ kinh trường sư huynh, mà thưa thật từ xưa, mà thưa quý Phật tử, đúng vì ở chùa trải qua 24 giờ bị mất điện, mà trời ở bầu trời rất lạnh, yeah. Khi mất điện rồi ngay cả điện thoại gọi cũng khó được, yeah. Như là gọi cô Dược Bình mà gọi khi được khi không rất là khó khăn, gọi điện thoại đã khó rồi thì còn cái chuyện vô phao thoát nữa là vô phương, thật ra không có vào được. Và sáng sớm nay thì có điện trở lại. Thì bên Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, báo tiết còn kéo dài cho đến Chủ nhật này, lãnh Chủ nhật này tới thứ hai trở lại bình thường. Mong rằng
tất cả chúng ta khi đi lại cẩn thận, tại vì ở bên ngoài sáng nay đông đá rất là nhiều, dễ bị té. Bạch thầy, sư, chúng ta trở lại với nội dung của bài kinh ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta nói thoáng qua thì rất là dễ dàng. Sau khi Đức Như Phật viên tịch, chúng ta lấy giáo pháp là thầy. Nhưng mà vấn đề đó là có rất nhiều cách giải thích khác nhau về giáo pháp, nó tạo nên những dị biệt và tạo nên những phân hóa. Thì một cái câu hỏi thực tế là chúng ta là người con Phật, đều là xuất gia tại gia đó, thì chúng ta nên có những cái chuẩn mực nào để tìm một sự đồng thuận chung về giáo pháp, và từ đó chúng ta lấy giáo pháp là thầy. Ví dụ như là cách đây khoảng 20 năm có một vị sa ni, tức là một vị đại sư của người người Đại Hàn. Vị này là thuộc về phái Tạo Động, một phái lớn, có đến gặp Hòa Thượng Hồ Giác, và đại sư sa ni có đề nghị là bây giờ có quá nhiều kinh sách giải thích khác nhau, nhưng mà có một bộ kinh mà mọi người đều có thể đồng ý được, đó là kinh Pháp Cú. Vậy thì bây giờ để có cái sự thống nhất Phật giáo đó, thì chúng ta nên lấy kinh Pháp Cú làm cái mẫu số chung, thì thí dụ như vậy. Thì bạch thưa thầy xíu, đây là một vấn đề tất cả chúng ta đều trăn trở hết. Nếu mà có nhiều cái sự giải thích về giáo pháp, ngay cả trong Phật giáo Nam Tông mà có vị đồng ý thắng pháp, có vị không đồng ý thắng pháp Abhidhamma, thì chúng ta nên lấy chuẩn mực nào để gọi là một cái mẫu số chung mà tất cả những người con Phật cùng có thể quy hướng được. Kính cung thỉnh thưa Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi nãy trong cái lời chia sẻ của chúng tôi trước khi thượng tọa giảng đẳng gặp trường hợp, chúng tôi đã nói rõ với quý vị là nếu như lấy giáo pháp làm thầy đó, mà chỉ nói là giáo pháp làm thầy là chỗ nương thời, như vậy sẽ có cái sự bất đồng, có những bất đồng ý kiến với nhau. Cho nên khi mà Tôn giả Ananda ngài nói rằng Nakhomajang Brahmana Apatisarana Sapatisarana Bayang Brahmana Thamapatisaranati Này Bà La Môn, không phải chúng tôi không có chỗ nương, chúng tôi vẫn có chỗ nương. Và này Bà La Môn, chính là giáo pháp làm chỗ nương tựa. Thì ông Bà La Môn mới hỏi rằng Imaspana Kho Ananda Phastasakathang Atho Dathapho Dathapho Thích. Và thưa Tôn giả Ananda, lời nói này ý nghĩa cần phải hiểu như thế nào? Thì Tôn giả Ananda ngài đáp rằng Atiko Brahmana Tena Phakva Chanata Pasta Arahata Sama Samputhe Na Phikhu Nang Sikha Padang Panyatang Patimokham Udithang. Này Bà La Môn, có học giới được Đức Thế Tôn bậc trí giả kiến giả A La Hán chánh đẳng giác chế định cho chúng tỳ kheo và tụng đọc giới bổn. Chúng tôi cứ mỗi một nửa tháng một lần, khi mà sống ở gần làng hay cận làng, tất cả đều phải tập trung lại một chỗ và chúng tôi sẽ đọc với bộ máy, tiến hành với bộ máy. Và khi
thảo luận, hỏi các vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo nào có tội thì chúng tôi sẽ như pháp như luật mà xử lý, và chính pháp luật đó đã xử lý chúng tôi. Thì ở đây thưa quý vị, pháp mà Đức Thế Tôn đã chế định, đã thuyết giảng, thì Đức Thế Tôn ngài nói rõ: Vô vu ananda maya thammo cha vinayo cha vinayo desito panyato so vu mama che ye ne satha. Này ananda, pháp và luật mà Như Lai đã thuyết giảng, đã chế lập cho các ngươi, chính pháp luật ấy sẽ là thầy của các ngươi sau khi ta viên tịch. Thì như vậy ở đây đó, là chúng ta phải lấy giới luật làm thầy, giới luật làm thầy. Rồi song song với giới luật đó là chúng ta mới lấy pháp để mà chúng ta tu tập. Và pháp và tu tập ở đây đó là nó tùy theo cái căn cơ của mỗi người. Có người thì hành cái pháp môn này, có người hành pháp môn khác. Nhưng mà tất cả những cái pháp môn mà chúng ta tu hành đó, những pháp môn đó nhất thiết phải đúng theo Phật ngôn, lời dạy của Đức Phật, chứ không phải nói pháp rồi ai cũng tự xướng ra cái pháp môn này Đức Thế Tôn thuyết nhưng mà không có căn cứ vào đâu hết, nói là nói như vậy nhưng mà không có xuất xứ rõ ràng thì như vậy cũng không đúng. Và nói đến pháp mà tu tập đó, thì mỗi một vị họ có một cái cách tu theo từng pháp môn, tùy theo cái cơ tánh, cái căn cơ, cái trình độ của mỗi người. Nhưng trên phương diện giới luật thì toàn thể chư tỳ kheo ở trong thế gian này đều phải y cứ vào Patimokkha, giới bổn Ba La Đề Mật Xoa, gồm những cái Sikkhapadani, những cái học giới mà Đức Thế Tôn đã chế định, thì như vậy là tốt. Cũng như người tại gia cư sĩ như vậy, người Phật tử lấy giáo pháp làm thầy là phải hiểu rằng là người Phật tử cũng phải giữ giới. Khi mà tất cả cận sự nam cận sự nữ đều giữ giới, thì như vậy nương tựa vào giới đó mà tu tập sẽ có sự hòa đồng với nhau. Còn nếu như mà người Phật tử, người cư sĩ không có giữ giới, thì bây giờ cứ đi học chỗ này pháp môn này, chỗ kia pháp môn kia, rồi về cứ là tranh cãi với nhau, binh khí miệng lưỡi đấu tranh với nhau, như vậy thì nó cũng sẽ làm mất cái sự hòa hợp ở trong hàng tứ chúng đệ tử của Đức Phật. Cho nên ở đây chúng ta lấy giới luật mà Đức Thế Tôn đã chế định cho bậc xuất gia và cho người tại gia cư sĩ để làm chuẩn mực, tạo nên cái sự hợp nhất. Đó là một điều rất tốt, căn bản. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu trả lời như vậy. Nam Mô Phật Thầy ạ. Nhưng mà chúng ta từ xưa xem ra thì tôn giả Ananda đã dùng giới bổn như là một cái chuẩn mực của giáo pháp mà tất cả chư tỳ kheo cùng tuân giữ.
Nhưng mà ở đây là một điều muốn hỏi thường tội từ siêu là nhiều Phật tử đó, khi mà nghĩ đến giới bổn hay đọc sơ vào giới bổn thì nghĩ rằng đó chỉ là những điều mà Đức Phật cấm là cần phải làm cái này không được làm cái kia, nhưng mà những cái điều đó có dạy chúng ta cái ý nghĩa về khổ, về nhân sinh khổ, về sự diệt khổ, về con đường gì đưa đến sự khổ không? Những gì được cấm trong giáo pháp có dạy chúng ta về nghiệp báo, có dạy về giáo lý duyên khởi không? Xin cái thỉnh thỉnh tọa quan hệ trở lại. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, nói đến điểm này thì chúng ta có một cơ sở để trình bày tổng lược cái nội dung giáo pháp là chủ nương. Bởi vì sao? Luôn luôn giới làm nền tảng, nói theo ngài Maitreya Bồ Tát thì giới tịnh là trạm xe đầu của vua, trạm xe thứ hai là tịnh, là tâm tịnh, tức là định đó, là thiền định. Rồi từ cái thiền định đó mới đi đến tuệ, giới định tuệ. Và giới ở đây là giới tịnh, định ở đây là tâm tịnh, và tuệ ở đây kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh, tức là đạo quả. Thì khi mà nói đến kiến tịnh đó là cái phần tuệ đó, thì ngay cái lúc đó đó là đã vị hành giả tu tập là cần phải biết rõ quẩn xứng giới đế, phải biết rõ quẩn xứng giới đế và phải biết rõ về thập nhị nhân duyên. Như vậy thì mới có sự tiến hành những cái tuệ cao hơn nữa để đạt đến cái tri kiến thanh tịnh, ñāṇa-dassana-visuddhi, tức là đạo quả. Thì khi mà muốn quán triệt tứ đế ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới và thập nhị duyên sinh hay thập nhị y tương sinh, muốn quán triệt mấy cái đó là phải có một cái trí tuệ sáng suốt dựa trên nền tảng của định, tối thiểu cũng là upacara samadhi, là cận định, cái tâm mới sáng được. Mà khi tâm muốn cận định hay là đạt đến apada samadhi, là cận, là an chỉ định đó, tâm mà muốn định được thì phải dựa trên cái sự thanh tịnh của thân hành, của khẩu hành, tức là của giới. Cho nên giới là nền tảng cho tất cả các thiện pháp. Vì vậy mà ngài Bố Thất Khô Sát là mới nói chữ chữ si lá đó, chữ si lá nó đồng nghĩa, nó được chiết tự từ một cái chữ gọi là si rá, là cái đầu, tức là cái đầu của thiện pháp. Đó là đầu đầu mối của tất cả các cái thiện pháp tu tập. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nói giới bổn và thiền môn khác thì chúng ta đừng nghĩ rằng đó là cứu cánh, bởi vì mới có đạt đến. Cũng giống như vua khi di chuyển đến một cái chặng đường dài từ Rajagaha mà cho đến Savatthi thì phân ra làm 7 đoạn đường, có 7 cái trạm xe.
Mà nếu mà vua muốn đi đến ở từ sau thi mà đi đến ra chân cái hát thì nhà vua phải đi qua cái trạm xe thứ nhất rồi thay đổi ngựa đến cái trạm xe thứ hai, thay đổi ngựa rồi đến trạm xe thứ ba thay đổi ngựa. Nếu không có cái trạm xe thứ nhất thì sẽ không có đến được cái trạm xe thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Nhưng mà nói rằng nếu vậy thì trạm xe thứ nhất là cái điểm dừng, là cái điểm đích điểm của cái chuyến công du vi hành của nhà vua, phải chăng? Nó không phải. Trạm xe thứ nhất chưa phải là cái điểm đến của vua. Vua muốn đến là đến tại Rajagaha kìa. Mà muốn đến tại Rajagaha thì phải đi qua 7 trạm xe, cũng giống như vị hành giả vậy. Nếu mà chỉ có thành tựu được giới, tức là chỉ có giới tịnh đó, thì chưa đủ để học hiểu giáo pháp. Mà muốn quán triệt về giáo pháp tứ đế hay thập nhị di duyên hay là ngũ quẩn 12 xứ 18 giới thì cái đó phải qua đến tuệ, qua đến tuệ. Mà giới chỉ là cái nền tảng bước đầu để đưa đến định, định rồi mới khi giới tịnh tâm tịnh rồi thì mới đạt, mới tu tập và đạt được kiến tịnh, đoạn nghi tịnh vân vân, thì lúc đó qua đến tuệ, lúc đó mới thông về giáo pháp. Cho nên ở đây chúng ta không nên nói rằng ở trong giới bộ Ba Đề Mục khác không có nêu rõ cái nhìn về giáo pháp. Mà bây giờ mình đi vào tu tập là mình muốn có cái tuệ, có trí tuệ quán triệt về giáo pháp như tứ diệu đế chẳng hạn, thì như vậy có cần phải giữ giới không? Có cần ba chữ mốt khá ba lê một đề mà so không? Thì chúng tôi nói với quý vị là nếu không có giới tịnh thì sáu tịnh còn lại thuộc về định và tuệ thì chúng ta không thể nào tiến đến được. Nhưng mà chúng ta cũng phải nêu rõ là nếu chỉ giữ giới không đó thì chưa có thấu triệt được, chưa có cái nhìn rõ về giáo pháp đâu. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi sau câu hỏi thứ nhất rồi tới câu hỏi số 3, rồi xin thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú kính trưng thượng tọa thượng siêu, bạch thượng tọa thượng siêu, thượng tọa có thể giúp cho một câu nữa. À, thật ra câu này câu số 2 nhưng mà vì hồi nãy muốn hỏi, thật ra nếu câu số 3. À, ngày nay có rất nhiều Phật tử và kể cả chư tăng nữa khi sống ở trong giáo pháp, mình có vẻ như là mình tôn thờ giáo pháp nhưng mà chúng ta nặng cái tính cá nhân. Mình tu là tu theo một thầy nào đó, một cái vị tổ nào đó, một cá nhân nào đó hơn là lấy giáo pháp làm thầy. Thì bằng cái kinh nghiệm thì tôi có thể nào phân biệt được là thế nào là một người lấy giáo pháp làm thầy và một người đó lấy cá nhân làm thầy không? Xin thưa tôi quan hệ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, điều này cũng dễ hiểu thôi. Một vị xuất gia hay là người cư sĩ thật sự lấy pháp làm thầy đó, mà không lấy cá nhân làm thầy, là vị ấy
khi nghe vị thầy của mình nói cái gì, một vị trưởng lão, tỳ kheo, hay là một vị thượng tọa tỳ kheo, hoặc là một vị nào đó, một vị mới xuất gia chẳng hạn, khi vị đó dạy cái gì, nói cái gì, cái này là pháp, là luật của Đức Thế Tôn, của Đức Phật. Đức Phật là khuyên các vị tỳ kheo là không nên vội tin, phải so sánh với kinh, đối chiếu với luật. Nếu thấy đúng thì mới thọ trì, còn nếu thấy không đúng thì bỏ qua. Cái vị đó khi nghe cái điều gì không vội tin liền, mà so sánh với kinh, đối chiếu với luật rồi mới tin, như vậy vị đó là lấy pháp làm thầy. Và trường hợp này chúng ta cũng nghe nhiều lắm. Khi mà Đức Phật ngài dạy cho các dân chúng Sikkhapala trong 8 điều, thì trong đó có một điều là chớ có vội tin khi nghe một vị kia nói và chấp nhận vị đó là thầy của mình. Mà này các dân chúng Sikkhapala, các ngươi cần phải thẩm xét xem có cái điều mà vị ấy nói nó thuộc về thiện hay là bất thiện. Thực hành nó đưa đến hạnh an lạc hay đau khổ? Được bậc thiện trí thức tán thán hay là chỉ trích? Nghe như phải so sánh như vậy rồi mới làm theo. Thì như vậy lấy pháp làm thầy, không có lấy cá nhân làm thầy. Một mặt nữa là về cái đời sống tu tập của vị ấy, luôn luôn y cứ vào giới luật, những điều mà Đức Thế Tôn cấm chế, điều nào mà Đức Phật cấm không cho làm thì không làm, điều nào Đức Phật cho phép làm thì làm, cái gì cũng lấy theo giới luật làm chuẩn. Rồi kế đến, nói trên phương diện thiền định thì vị đó luôn luôn thực hành thiền quán để thấy rõ thân của quẩn này, danh sắc này là vô thường, khổ não, vô ngã, để nhàm chán, để ly tham, để được giải thoát. Thì như vậy gọi là lấy pháp làm chứng. Và ở đây một người tu tập, nếu vị đó có được 6 cái khuynh hướng căn bản là vị đó gọi là sống lấy pháp làm thầy. Khuynh hướng vô tham, khuynh hướng vô sân, khuynh hướng vô tham vì vị đó thấy rõ cái lỗi lầm của tham. Vị đó sống với khuynh hướng vô sân vì thấy rõ cái lỗi lầm của sân. Vị đó sống với khuynh hướng vô si vì thấy rõ lỗi lầm của si. Vị đó có khuynh hướng xuất gia là bởi vì vị đó thấy cái nỗi khổ của đời sống tại gia. Vị đó có khuynh hướng viễn ly là vì vị đó thấy được cái phiền toái của cái sự quần tụ họp đông đảo. Vị đó có khuynh hướng xuất ly là bởi vì đó thấy các quả hữu vi, đó là vô thường, khổ,
Thế mà vị nào mà sống có sáu khuynh hướng tốt đẹp như vậy đó, thì vị đó gọi là lấy có pháp làm thầy. Nói tóm lại là chúng ta có ba cái cơ sở như là một cái điều kiện cụ thể để biết người xuất gia đó hay là người cư sĩ tại gia thật sự lấy pháp làm thầy. Một là y cứu trên, sống dựa theo giới luật của Đức Phật đã chế định mà không vượt qua. Thứ hai, vị đó sống với sáu cái khuynh hướng của một người tu tập chân chính. Và thứ ba là vị đó luôn luôn tinh tấn nỗ lực hành thiền để thấy rõ đặc tính của pháp hữu vi là vô thường, khổ đau, vô ngã. Chỉ như vậy là đủ rồi, chứ không cần phải mênh mông, thưa quý vị, không cần phải mênh mông. Khi mà chúng ta nói lý thuyết quá nhiều đó, thì lúc bây giờ không ai thuyết phục được ai hết, không ai thuyết phục ai hết. Thế là chúng ta có cái sự bất đồng với nhau. Còn bây giờ chúng ta cứ dựa ba cái đó, không có ai phủ nhận được. Bởi vì nếu như mà anh phủ nhận tu, mà anh phủ nhận giới luật, thì như vậy rõ ràng là anh không có tuân thủ lời dạy của. Thứ hai nữa, anh tu mà anh không có sáu khuynh hướng tốt đẹp như vậy, thì như vậy anh còn có khuynh hướng về tham sân si, khuynh hướng về đời xảy gia, hay khuynh hướng về quần tụ đông đảo, hoặc là khuynh hướng để mà thể nhập luân hồi đó, thì như vậy là đi trái ngược với cái lời dạy của Đức Phật. Rồi vị đó tu tập và hành thiền, nói theo Đức Phật, Ngài không phải là Ngài tán thán hết tất cả các pháp thiền. Ngài Ananda trong bài kinh này đoạn chót, Ngài nói cái pháp thiền nào mà nó còn liên hệ với tham dục, sân hận, trạo hối, hôn thủy, hoài nghi, thì pháp thiền đó Đức Phật Ngài chê, Ngài chê trách. Pháp thiền nào mà ly dục, ly bất thiện pháp kìa, chính và trú, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì pháp thiền đó Đức Phật mới tán thán. Mà tặng Ngài tán thán hơn nữa là vị nào với cái tâm định tĩnh thuần tục như dưới sẽ dễ sử dụng, hướng đến cái sự đoạn trừ các lậu hoặc, đạt đến cái trạng thái giải thoát và biết rõ sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Vì nếu biết rõ như vậy, đến chừng đó thì mới xem như là đã hoàn tất phần sự của mình. Đây là sống nương tựa nó pháp gì? Chúng tôi xin được trả lời nhanh gọn và vừa đủ với cái thời gian là 10:30 rồi. Xin kính thỉnh Thượng Tọa đặng trở lại để điều học bế mạc cái lớp học. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú Thượng Tọa Thế Sư. Thưa quý vị, chúng ta nhắc lại một điều rất là quan trọng là người Phật tử nên hiểu cái tâm ý của Đức Phật là chúng ta trong sự thực hành cần lấy giáo pháp làm thầy, luôn luôn cố đem những lời dạy của những vị sư, những vị thầy đối chiếu với kinh luật, lấy kinh luật làm chuẩn, chứ không phải đọc kinh luật rồi lấy cái lời của vị thầy làm chuẩn. Chúng ta hay làm ngược đời, chúng ta hay rất thường ngược đời, nên gì cố gắng chúng ta phải có kinh điển làm chuẩn mực, nếu không có thì giáo pháp sẽ lọt lên. Xin được riêng Thượng Tọa Thế Sư đã dành thì giờ để giải thích về những điều liên quan đến nội dung bài kinh này, cũng như Thượng Tọa Thế Quyền đã giảng bài kinh hôm nay. Xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma
kính thưa quý ngài và chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông đông, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng